bị bố tịch thu điện thoại không cho chơi game, cậu bé 16 tuổi tức giận, đăng xuất khỏi trái đất. Mới đây, một cậu bé tên Tiểu Quân, 16 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tự quyên sinh chỉ vì bị bố mắng và tịch thu điện thoại không cho chơi game. Theo lời kể của người bố tên Vương Cường, vào thời điểm mới bùng dịch Covid-19, Tiểu Quân phải học online tại nhà và bắt đầu nghiện game. Vương Cường gặp khó khăn khi dạy dỗ đứa trẻ. Anh và vợ ly hôn từ 7 năm trước. Khi Tiểu Quân về sống với Vương Cường, anh đã rất nuông chiều cậu bé. Kể từ khi nghiện game online, Tiểu Quân ngồi nhà chơi game cả ngày và không nói chuyện với bố. Điểm số của cậu bé cũng giảm mạnh, rơi xuống vị trí cuối lớp. Đỉnh điểm là vào ngày 1 tháng 10 năm ngoái, Vương Cường được thông báo rằng con trai anh có điểm số không tốt trong bài kiểm tra gần đây. Khi thấy Tiểu Quân đang ngồi chơi Vương Giả Vinh Diệu là bản gốc của Liên Quân Mobile hiện nay sau bữa ăn, Vương Cường đã tức giận chạy tới tịch thu điện thoại. Sáng hôm sau, anh tiếp tục chửi mắng con trai khi thằng bé không ăn gì. Tức giận vì bị bố mắng và không được chơi game, Tiểu Quân đã khóa cửa phòng và nhảy từ tầng 11 của khu chung cư xuống đất. Đến khi Vương Cường tìm thấy con trai, Tiểu Quân đã ngất đi và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu. Mặc dù sống sót thần kỳ, thế nhưng cậu con trai đã rơi vào trạng thái tàn tật suốt đời do năm ngón tay bị hạn chế và những bước chân rất khó để bước đi. Và để chi trả viện phí cho con trai, người bố đã phải vay mượn người thân, bạn bè với tổng viện phí lên tới 500.000 nhân dân tệ, hơn 1,7 tỷ Việt Nam đồng. Cứ tưởng rằng sau khi xảy ra biến cố, Tiểu Quân sẽ thay đổi. Thế nhưng không, cậu vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại để chơi game và rất hiếm khi trò chuyện cùng bố. Cậu bé còn đòi bố gần 7 triệu đồng để nạp vào game online. Đúng là không biết phải nói thế nào với những đứa trẻ hư đốn, nghiện game như thế này nữa. Biết là chơi game để giải trí, thế nhưng đừng vì sự mê muội mà đánh mất chính mình, đánh mất tương lai các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.